Cách xử lý khi chồng ngoại tình thông minh và khôn khéo nhất. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Không phải chị em phụ nữ nào cũng có cách xử lý khi chồng ngoại tình khôn ngoan mà không dùng đến bạo lực hay mắng chửi. Nhưng bạn hãy nhớ chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Nếu chồng bạn hạnh phúc, có lẽ anh ấy đã không ngoại tình. Vì vậy đừng để sự ghen tuông làm mù quáng mà hãy tự hỏi lại bản thân. Bên cạnh đó học cách yêu thương chính mình. 1. Cách xử lý khi chồng ngoại tình. Giữ bình tĩnh. Bất kể là cách xử lý khi biết vợ ngoại tình hay chồng ngoại tình đều có một điểm chung là hãy giữ bình tĩnh. Nhiều người thường nói cách xử lý thông minh khi chồng ngoại tình chính là bình tĩnh. Nhưng khi thật sự rơi tình vào huống đó, hiếm có chị em phụ nữ nào đủ sự bình tĩnh, bởi lòng ghen tuông và nỗi đau khổ đã chiếm hết tất cả. Chính vì vậy mà những hành động sai trái như chửi chồng, đánh người thứ ba, vạch áo cho người xem lưng cứ diễn ra thường xuyên. Bạo lực chưa bao giờ là cách giải quyết thông minh, đặc biệt là khi chồng ngoại tình. Lúc này người phụ nữ cần giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết khôn khéo nhất. Nóng vội không giải quyết được chuyện gì, tức giận chỉ làm xấu bản thân và đưa ra những quyết định không sáng suốt. Thậm chí trong cơn ghen tuông, người vợ còn làm nhiều thứ khiến sau này hối hận không kịp. Sự yên tĩnh là điều cần thiết lúc này để bạn xem lại bản thân, xoa dịu sự tổn thương trong lòng. Sau đó hãy bắt đầu kiểm soát hành động của bản thân mặc dù đã biết chồng ngoại tình. Sự bình tĩnh ngoài việc giúp bạn đưa ra hành động thông minh còn là cách không để ảnh hưởng đến con cái. Hãy nhớ con trẻ không có tội nên đừng bao giờ để bé vướng vào những tranh chấp vợ chồng. Một đứa trẻ phải chứng kiến ba mẹ cãi nhau, đánh ghen hoặc có người khác bên ngoài chỉ làm tổn thương tinh thần bé. Thậm chí khi sự việc này khiến cho bé phải rời xa bố hoặc mẹ, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về sau. 2. Cách xử lý khi chồng ngoại tình. Tìm kiếm nguyên nhân. Vậy cách xử lý chồng ngoại tình như thế nào mới là đúng? Sau khi đã bình tĩnh lại tâm trạng, hãy bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến việc chồng ngoại tình. Thực tế, đa số trường hợp ngoại tình của đàn ông đều xuất phát từ sự không hạnh phúc trong gia đình. Điều này dễ hiểu, bởi lẽ trên đời không có việc gì mà tự nhiên diễn ra. Một mối quan hệ hạnh phúc luôn đòi hỏi nỗ lực từ hai phía. Do đó, khi quan hệ giữa hai người xảy ra vấn đề, người phụ nữ thông minh sẽ nhìn lại bản thân trước tiên. Họ sẽ nhìn xem trong thời gian qua mối quan hệ của hai bên xảy ra vấn đề gì, nguyên nhân từ đâu. Nếu đó là bản tính lăng nhăng đa tình thì bạn có thể mạnh tay xử lý mà không cần tiếc nuối. Nhưng nếu do mối quan hệ xảy ra vấn đề và bắt nguồn từ chính bạn thì hãy xem xét thận trọng. Bởi dù bạn hay người ấy có lỗi thì mối quan hệ đã rạn nứt, kẻ thứ ba mới có cơ hội chen chân vào. Do đó đừng vội đổ hết mọi lỗi lầm lên người đàn ông của bạn. Hãy suy nghĩ nguyên nhân thật sự để tìm ra biện pháp phù hợp. 3. Cách xử lý khi chồng ngoại tình. Nói chuyện thẳng thắn. Một trong những cách xử lý khi chồng ngoại tình khôn khéo và thông minh nhất chính là ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện. Bởi bạn không cần chửi bới hay đánh đập. Một cuộc nói chuyện rõ ràng sẽ giúp người chồng tôn trọng bạn. Hành động này cho thấy bạn là người thông minh, lịch sự và biết cách cư xử. Đừng bao giờ cố tỏ ra mình là người chiếu trên, bởi bạn thật sự là như vậy. Thậm chí với người thứ ba bạn cũng cứ đối mặt thẳng mà nói chuyện. Phụ nữ sẽ tự biết nói gì và không cần nói gì mà vẫn khiến cho kẻ thứ ba tự động buông bỏ mối quan hệ này. Với chồng và với cả người phụ nữ thứ ba, bạn đều nên đối mặt thẳng thắn để giành được hạnh phúc cho riêng mình. Chị em cần biết nói gì và không nên nói gì để bản thân người trong cuộc tự động buông bỏ mối quan hệ đáng xấu hổ này. Mặt khác, vì có thể chàng sẽ bị lây bệnh quan hệ tình dục nên bạn cứ thẳng thắn đề nghị kiểm tra sức khỏe. Bạn không cần sợ chồng mất mặt, bởi họ đã ra ngoài ngoại tình thì đã không quan tâm đến thể diện của bản thân rồi. 4. Cách xử lý khi chồng ngoại tình. Học yêu bản thân nhiều hơn. Khi phát hiện chồng ngoại tình, nhiều chị em phụ nữ thường tự coi khinh bản thân mình. Họ cho rằng bản thân thua kém nhiều thứ nên chồng mới ra ngoài tìm người đàn bà khác. Thời gian mà bạn tự đau khổ, dằn vặt bản thân thì chồng vẫn đang vui vẻ bên nhân tình. Hãy nhớ trong mối quan hệ này, người đáng được yêu thương và trân trọng nhất chính là bản thân bạn. Chồng đã phụ bạc bạn thì hà cớ gì bản thân mình lại coi khinh chính mình.
Do đó không cần phải đến khi phát hiện chồng ngoại tình mà ngay từ bây giờ hãy yêu thương bản thân mình đi. Bởi nếu bản thân bạn còn không tự yêu lấy mình thì lấy quyền gì bắt chồng phải trân trọng bạn. Hãy học cách chăm sóc bản thân và cho phép làm bất cứ điều gì mong muốn. Người phụ nữ thông minh là chưa bao giờ quên mất chính mình. Làm đẹp chính là công việc mà bạn không bao giờ được quên. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Nếu đã về chung một nhà bạn cũng đừng từ bỏ việc làm đẹp. Ngoại hình không chỉ giúp giữ chồng mà là cách xây dựng mối quan hệ, giúp công việc tốt hơn. Trên đây là những cách xử lý khi chồng có bồ mà các chị em nên học hỏi. Dẫu biết rằng khi phát hiện người bạn đời của mình ngoại tình chúng ta sẽ rất đau khổ, mất niềm tin cuộc sống. Nếu áp dụng không hiệu quả thì bạn liên hệ ngay thầy Phá Vi để được giúp cách hiệu quả nhất nhé. 5. Nhờ thầy Phá Vi giúp. Khi chồng bạn ngoại tình thì tốt nhất là liên hệ trực tiếp thầy Phá Vi để được giúp đỡ. Bùa yêu từ thầy Phá Vi đã kiểm nghiệm nhiều năm nay khi giúp đỡ nhiều người tìm lại tình yêu từ chồng sau khi đã lầm lỡ ngoại tình. Đồng thời hoàn toàn lành tính nên chị em hoàn toàn yên tâm khi dùng nhé. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Phá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Phá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Phá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Phá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Phá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotini255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.